vào đây ám ảnh nhất cái dốc này. Đi lên đi xuống, nói chung dốc vừa cao nó vừa ngoằn nghèo, chứ không phải là dốc đi thẳng thì quá đơn giản rồi. Đây nha, ra đây là khó rồi này, đây này ngoằn nghèo này. Đấy, lên dốc này. Thấy chưa, ngoằn nghèo này. Đấy, nói chung phải giữ ga giữ côn mới đi được, không đơn giản đâu. Thế nào này thì thoát rồi. Ok, đây là mình đang ở cái khách sạn 194 House ở gần quảng trường luôn, ở dưới phía sau này. Đấy, thì mình ở đây đêm hôm qua rồi, và ngày hôm nay là ngày 30 Tết, ngày cuối năm của 2023. Bây giờ là 9:30 này. Mình tối qua ngủ một giấc ngon lành rồi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi hành trình đi chơi Đà Lạt các bạn. 9:30 rồi mới dậy đi ăn sáng á. Ở chỗ cái khách sạn này thì nói chung cũng khá là ok, đủ tiện nghi, phòng ốc sạch sẽ. Chủ khách sạn cũng nhiệt tình, nhưng mà có điều là đường đi vào rất khó luôn các bạn. Đi vào đây ám ảnh những cái dốc này, đi lên đi xuống, nói chung dốc vừa cao nó vừa ngoằn nghèo, chứ không phải là dốc đi thẳng thì quá đơn giản rồi. Đây nha, ra đây là khó rồi này, đây này ngoằn nghèo này. Đấy, lên dốc này. Thấy chưa, ngoằn nghèo này. Đấy, nói chung phải giữ ga giữ côn mới đi được, không đơn giản đâu. Lần này thì thoát rồi. Lần này chỉ cần ngắt ga hoặc là xe chết máy phát là có thể là té luôn đấy, ngã ngang luôn đấy. Con này cũng hơi khó đi này. Đấy, đường xấu mà không thấy làm gì hết. Ok, mình ở đây là khách sạn Homestay 194 House ở Hồ Tùng Mậu, đường Hồ Tùng Mậu, ở ngay sát với cái quảng trường Lâm Viên Đà Lạt này luôn. Đấy, đây là view. Đấy, chỗ này mới, khá là sạch sẽ, có ghế ngồi uống nước ngoài này, hút thuốc ngoài này. Đây là cổng đi vào này. Đấy, mình cho các bạn xem cổng này này, chỗ này khá là hẹp. Đấy, cổng này là vuông góc luôn đấy, đi lên con dốc này. Đây, mình chạy xe mô tô các bạn thấy nhìn như này thôi, nhưng mà dốc khá là cao, khá là đứng. Ôi, đoạn này hơi tối. Đây, tối quá. Đây, lên dốc này. Đó, đoạn này tối lắm, không có đèn. Đường thì khá là xấu. Thích được cái là cái khách sạn này là nó mới này, sạch sẽ này, đầy đủ tiện nghi, và gần quảng trường. Mình chỉ cần đi bộ một chút ra thôi, chỉ cần đi bộ ra là tới quảng trường Lâm Viên rồi. Nên là mình thuê ở đây thì sẽ tiện hơn. Buổi tối thì mình cất xe ở trong khách sạn đó và đi bộ ra một chút đây này là tới quảng trường rồi. Các bạn thấy mình đi bộ một chút thôi là ra quảng trường. Đây, đây là ra cái đường lớn ngoài này rồi. À, các bạn thấy chỗ này không? Cái này không? Bông hoa gì đấy nhỉ? Quên mất rồi nhỉ? Ở đây là ra tới quảng trường thôi. Đây là ra đường lớn, chạy thẳng đi ra ở bên Hồ Xuân Hương và đi ra bên chợ đêm bên này. Và mình đi rẽ xuống đây là đi ra quảng trường. Đấy, các bạn thấy gần không? Đây, mình ở trong cái khu này này. Rồi, đi xuống đây, đi ra vòng vòng đây là cũng ra được Hồ Xuân Hương. Còn đi xuống đây là ra quảng trường thôi. Đấy, các bạn thấy không? Rất là gần nha.
phòng ốc thì sạch sẽ, mới. Rồi, đi khoảng 2-3 phút là đã ra tới quảng trường rồi. Đấy, mình ở trong này, đi vào cái ngõ này, vòng vào đây. Rất là gần. Nhưng mà mình nói chung là cái homestay 1994 house này thì mình thấy mọi cái đều là ok. Nhưng chỉ có một điều là cái đường đi vào ấy, nó vừa xấu, vừa hẹp và vừa dốc. Nhưng ai mà chạy xe ga, đi xe tay ga hoặc là đi xe số nhỏ nhỏ thì vào đơn giản. Nhưng mà như mình chạy mô tô hoặc những ai mà chạy mô tô ấy, mà đi vào thì thôi, khó đi lắm. Mình đi chạy mô tô vào, nhưng mà xe của mình thì chiếc Nexby nên là dễ đi vào hơn. Còn mấy chiếc Sport 1000 hoặc là mấy ai chạy, những ai mà chạy ADV mà dòng đường lớn ấy, gắn thùng thiếc nặng nặng là đi xuống là không đi nổi. Mình ra quảng trường chơi. Hôm nay là tối ngày mùng 1. Hồi nãy về phòng thì lười đi ra quá, thấy lạnh tính đi ngủ rồi. Nhưng mà thôi, ra check in nốt tối nay. Sáng mai 12 giờ trưa mai là mình sẽ phải trả phòng rồi. Trả phòng đi về. Đây, dưới này đẹp lắm đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy cái đèn tím tím này không? Nó sẽ đổi màu nhá. Đấy, chút nữa sẽ đổi màu khác này. Ở bên kia của hồ Xuân Hương đấy, đấy, thấy chưa? Tôi đổi qua màu vàng rồi này. Đổi qua màu vàng rồi. Hôm nay quảng trường khá là ít người, rất là vắng, không đông như đêm giao thừa hôm qua. Wow, gió lạnh thế. Đây, các bạn thấy cái đèn màu này nhá, đổi màu đây rồi này. Mình sẽ ngồi một lúc che mà đổi màu khác này. Bây giờ là màu tím này. Đấy, đẹp không? Đổi qua màu tím rồi. Để một lúc nữa xem đổi qua màu gì đây. Đấy, bây giờ đổi qua màu đỏ này, thấy chưa? Màu đỏ từ bên này qua tới bên này, nó chạy dần. Đấy, ảo lắm. Nhìn chill, rất là chill, ngồi trên này view qua bên kia ấy, đẹp lắm. Rồi, giờ đổi qua màu tím này. Hôm qua thì mình đã đi vòng cái đường kia rồi, mình thấy rất là nhiều cái đèn LED rồi. Bây giờ đổi qua màu vàng này. Đây, nó có 3-4 màu gì đấy. Nó có màu vàng rồi. Đấy, xem đổi tiếp qua màu gì đây. Chuẩn bị đổi này. Đấy, nó đổi bên này trước này. Đấy không ạ? Thấy chưa? Đổi qua màu, cái màu này là màu cam. Đổi qua màu cam rồi. Đấy. Rồi đổi qua màu tím tiếp này. Thấy chưa? Đổi màu liên tục. Quảng trường đêm ngày mùng 1 Tết. Hôm nay khá là ít người. Tối hôm qua bắn pháo bông mới là đông. Ui, gió lạnh thế. Để qua bên này đi. Đây là những cái chỗ ghế ngồi nướng này, đồ ăn vặt này. Đông thế. Mọi người đang ngồi đây ăn vặt này, giới trẻ ngồi đây ăn vặt. Đúng rồi, YouTube. Thế mình quay video kêu làm YouTube này. Ôi, lạnh quá. Hôm nay tối mùng 1 nên là ít người hơn hôm qua. Nhưng mà cũng đông phết đây. Đấy, đây là những cái ghế ngồi và cái bàn mọi người đang ngồi đây ăn bắp nướng, ăn bánh tráng nướng, khoai nướng, nhiều toàn đồ nướng không, rất là chill. Đây, vui lắm, Đà Lạt. Wow, xếp hết chỗ này này. Và xếp ra như này thôi là mình thấy hôm qua hôm kia mình ngồi đây là mình thấy bị đuổi, chỉ có những bếp lửa này ngồi sưởi. Đây, biểu tượng của Đà Lạt đây. Rồi, có những cái đèn LED nó chạy kìa. À, hôm nay ít người lắm, ghế nó còn thừa nhiều này, không ai ngồi này. Ôi, chó sủa này. Con chó bự lắm bên này ạ. Đấy,
chó bự chưa? Hai con chó bự. Ủa chào bá luôn. Ui. Chó bự. To là to hơn cả người luôn rồi. Đây bán đồ chơi. Chó này, chụp hình này. Rồi, chó này cưng thế. Chó đeo kính này, cưng thế nhở. Bình thường ban ngày rất là đông. Một dãy đây đâu này, chó một dãy, xếp một dãy đây luôn. Nhưng ban đêm này lạnh thì thấy về hết rồi, có mỗi hai con này thôi. Chụp vé tấm hình đi anh. Anh đang quay review. Anh đang quay review à? Anh của kênh nào đó? Anh quay chơi thôi. À dạ. À. Anh kênh nào đấy? Đấy, mọi người thấy mình quay video cứ nghĩ là mình kênh lớn. Mà thực sự cái kênh YouTube của mình thì nó mất tương tác từ lâu rồi. Ngày trước lúc mình vừa mới làm YouTube ấy thì cũng khá là nhiều lượt view, lượt đăng ký. Nhưng mà lâu rồi mình không có đăng video thường xuyên đấy. Để một thời gian nên là cái kênh nó bị bóp tương tác và thành một kênh gần như là chết luôn. Úp video lên thì ít lượt xem lắm. Hôm nay ít người. Đây bà bái giữ xe ở chỗ này. Đây chỗ này mình zoom lên này. Đó. Mọi người đến quảng trường Đà Lạt mà đi xe máy thì gửi xe chỗ này nhá. Đây chỗ này 10k một xe. 10k một xe. Và lên đây ngồi uống sữa đậu nành nóng, ăn bánh tráng nướng, ăn bắp nướng các thứ, rất là nhiều đồ ăn vặt cho các bạn giới trẻ. Rồi mọi người đang ngồi mọi người đang ngồi ăn vặt. Buổi tối ra đây ngồi ăn vặt thì đúng bài luôn. Hôm nay vắng, hôm nay tối mùng 1. Chắc là mọi người đang ở nhà ăn Tết với gia đình hết rồi. Không có ai ra đây mấy. Bên này thì có mấy bếp lửa để sẵn ở đây rồi. Đốt sẵn lên đây rồi. Đây có mấy bếp lửa đốt sẵn ở đây. Ai ngồi về đây thì có lửa sưởi ấm này. Ở trên này nữa. Ở dưới này nữa. Đây. Đó. Cái khu này bậc thang này rất nhiều. Rất nhiều chỗ bán đồ ăn vặt. Đến Đà Lạt sướng nhất là buổi tối. Ra quảng trường, trời xe lạnh, ngồi ăn vặt. Vui không? Wow, lạnh thế. Vừa lạnh vừa gió, bây giờ mình nghĩ là tầm khoảng 16 độ đấy. Quảng trường hôm nay khá là vắng vẻ. Bình thường ở dưới này mọi người chơi đông lắm này. Như hôm qua đấy, qua giao thừa bắn pháo bông mình quay. Rồi mình sẽ qua bên này tìm chỗ nào đó mình ngồi nhá, ngồi uống sữa nóng nhá. Đấy, rất đông.